bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đâu chẳng phải các pháp lìa các pháp tánh phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói các pháp đâu chẳng lìa pháp tánh cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp lìa pháp tánh thì tại sao lìa pháp mà có thể biết lìa pháp hoặc hữu hoặc vô vì sao bạch thế tôn vì không có pháp chẳng nên biết không pháp có pháp chẳng nên biết có pháp không có pháp chẳng nên biết có pháp có pháp chẳng nên biết không pháp bạch thế tôn tất cả pháp như vậy đều không biết tánh thì tại sao đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chỉ rõ các pháp hoặc hữu hoặc vô phật dạy này thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tùy theo thế tục chỉ rõ các pháp hoặc hữu hoặc vô chứ chẳng phải theo thắng nghĩa bạch thế tôn thế tục và thắng nghĩa có khác nhau chăng không thiện hiện chẳng phải khác thế tục mà riêng có thắng nghĩa vì sao thiện hiện vì chân như của thế tục là thắng nghĩa các loại hữu tình điên đảo vọng chấp nên đối với chân như này chẳng biết chẳng thấy đại bồ tát vì thương xót họ nên theo tướng thế tục mà chỉ rõ các pháp hoặc hữu hoặc vô lại nữa thiện hiện các loại hữu tình đối với các pháp quần vân vân khởi tưởng có thật chẳng biết chẳng phải có. Đại Bồ Tát vì thương xót họ nên phân biệt các pháp hoặc hữu hoặc vô, làm thế nào để khiến các loại hữu tình đó biết các pháp uẩn vân vân đều chẳng phải thật có. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế.